Nhân kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 năm 2012, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân và đoàn khối các cơ quan trung ương, các cơ quan báo chí đã có chuyến thăm nhân dân huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tại các đảo mà đoàn đến thăm, nhân viên kỹ thuật của AVG truyền hình An Viên đã lắp đặt đầu thu truyền hình kỹ thuật số vệ tinh của truyền hình An Viên ở 11 đảo và điểm đảo. Đảo Trường Sa lớn, Đá Lát, Đá Tây, Trường Sa Đông, Phan Vinh, Tốc Tan, núi Le, thuyền Chài, An Bang. Tín hiệu thu được từ vệ tinh tại các đảo đảm bảo hình ảnh sắc nét, bắt được tất cả các kênh mà truyền hình An Viên đang cung cấp. Thời gian áp lực nó quá nhanh cho nên là rất là vất vả, nhưng mà khi em làm thì em thấy là anh em chiến sĩ thì cũng cực khổ hơn mình rất là nhiều, cho nên là mỗi khi mà làm xong em thấy rất là vui, mang lại niềm vui cho anh em chiến sĩ. Đó là niềm vui của bản thân em cũng như là công ty An Viên đã mang lại cho chiến sĩ, góp một phần cho chiến sĩ Trường Sa. Sự có mặt của AVG truyền hình An Viên trên huyện đảo Trường Sa giúp quân dân trên các đảo của quần đảo Trường Sa có thêm phương tiện đón nhận các thông tin thời sự trong nước và quốc tế, đồng thời được trải nghiệm các chương trình truyền hình giải trí hấp dẫn của AVG, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của các chiến sĩ trên đảo.